Đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ công an quận Đống Đa, Hà Nội, và Thượng úy Nguyễn Sô Diệt, cán bộ công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, đã bị kỷ luật, hạ cấp bậc hàm và cho xuất ngũ khỏi ngành công an do các vi phạm gây ảnh hưởng đến người dân, tác động xấu đến uy tín lực lượng công an. Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho hay, gần đây trong lực lượng công an có một số cán bộ chiến sĩ có những hành vi sai phạm mà lỗi chính thuộc về bản thân họ. Tuy nhiên, theo tướng Hồng, lỗi này cũng có một phần do quá trình quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ ở một số nơi còn chưa nghiêm, chưa quan tâm nhiều đến văn hóa ứng xử của cán bộ. Qua việc xử lý đối với vụ việc liên quan đến sai phạm của Đại úy Lê Thị Hiền, Thượng úy Nguyễn Sô Diệt cho thấy ngành công an đã rất nghiêm khắc, kịp thời trong xử lý. Việc cho xuất ngũ đối với hai trường hợp này thể hiện sự kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng cán bộ chiến sĩ có hành vi vi phạm và những cá nhân có thái độ tác phong không tốt, thiếu gương mẫu gây ảnh hưởng đến người dân, tác động xấu đến uy tín của lực lượng công an, tướng Hồng nói. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cũng nêu rõ, những sự việc vừa qua chỉ là con sâu làm rầu nồi canh và việc xử lý nghiêm cũng để cảnh báo, răn đe trong toàn ngành công an. Việc xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ sai phạm này cũng để cho nhân dân, dư luận thấy rõ, không có sự bao che, nương nhẹ trong xử lý vi phạm của các cấp, các ngành nói chung và lực lượng công an nói riêng, tướng Hồng nhấn mạnh. Vị tướng công an cũng chỉ rõ, để hạn chế những vụ việc tương tự trong thời gian tới, Bộ Công an cần có các chỉ đạo, đánh giá phân loại cán bộ trong ngành một cách bài bản, căn cơ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tiếp tục rà soát, phân loại, đánh giá bố trí lại nhân sự, kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng cán bộ chiến sĩ có hành vi vi phạm. Cũng trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng, cá nhân ông ủng hộ việc xử lý nghiêm minh bằng hình thức kỷ luật hạ cấp, cho xuất ngũ đối với Đại úy Lê Thị Hiền và Thượng úy Nguyễn Sô Diệt. Bản thân hành vi của các cán bộ này đã vi phạm quy định pháp luật, quy định của ngành và làm xấu đi hình ảnh lực lượng công an nên không có lý do gì để cho họ ở lại mà cần phải cho ra khỏi ngành, tướng Bộ nêu. Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, ông nói thêm, không chỉ cán bộ, công chức trong ngành công an mà trong các ngành khác cũng có rất nhiều người tốt nhưng đâu đó vẫn xuất hiện một vài người không tốt, không xứng đáng. Việc cho những cán bộ, công chức không tốt, không xứng đáng như Đại úy Hiền, Thượng úy Diệt ra khỏi ngành theo đúng các tiêu chí, quy định là rất bình thường, cần ủng hộ, tướng Bộ bày tỏ. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh Hòa Bình cũng nhận định, việc cho Đại úy Lê Thị Hiền, Thượng úy Nguyễn Sô Diệt là những người có hành vi không đúng, bị dư luận lên án ra khỏi ngành công an đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với ngành công an. Điều này khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Bộ công an các địa phương trong việc làm trong sạch lực lượng, củng cố hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân trong xã hội, ông Sinh nêu quan điểm. Trước đó, trong một tuần qua, ba cán bộ công an đã bị Bộ công an các tỉnh kỷ luật nghiêm khắc, gồm Thượng tá Thái Đình Hoài, trưởng phòng kinh tế, công an tỉnh Lai Châu, bị Bộ công an kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân vì sử dụng bằng trung học phổ thông giả. Thượng úy Nguyễn Sô Diệt, công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, bị giáng cấp bậc hàm xuống trung úy và cho xuất ngũ vì hành vi hành hung nhân viên của trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ công an quận Đống Đa, người gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bị giáng hai cấp bậc hàm, cho xuất ngũ.